Mới đây, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm chữa cháy công cộng tại hẻm 7, khóm Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ. Đây là đơn vị đầu tiên được ban chỉ đạo huyện chọn là điểm để thực hiện. Mô hình điểm chữa cháy công cộng có sự tham gia của 57 thành viên thuộc hẻm 7. Các thành viên có nhiệm vụ phối hợp cùng công an thị trấn Phú Mỹ tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở hộ dân tự giác thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, như lưu ý việc bố trí bàn thờ thắp hương, đảm bảo về khoảng cách, trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tự gỡ dọn không gian sinh hoạt kinh doanh hàng hóa thông thoáng, có lối thoát nạn khi không may xảy ra sự cố cháy nổ. Điểm được bố trí phương tiện chữa cháy thuận lợi cho việc sử dụng, không gây cản trở đường đi lại của người dân, có biển thông báo và kẽn báo cháy. Đây là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.